Chào mấy anh em nha. Nay sẵn thì mình quay luôn. Này là dần dần mấy anh em góp ý kiến là chơi răng nhuyễn thì nó sẽ ngon hơn. Thì nói chung là về sau chắc mình sẽ đổi thành cái loại tán răng nhuyễn này nè. Tại vì mình nghe mấy chú lái xe tải cũng nói răng nhuyễn thì nó êm hơn, ít chạy răng hơn. Thì mình làm theo đây, mình cũng đang đóng hai đơn cho hai anh em. Đây là chục 45 tiện 40. Tại anh em đặt cái bộ lớn, bánh lớn 350 19 niền hàng 30 cây. Đầm 80 là xài cốt 40. Đó. Này là phi 45. Cây này thì 1,5 m theo yêu cầu của anh em, còn cây này thì 1 m. Rồi có gì mấy anh em tham khảo nha. Nói chung là cái nào mà hay anh em góp ý kiến là mình chơi à. Rồi cảm ơn anh em đã tham khảo, cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ nè.